Trong sáng ngày 9 tháng 2 năm 2023, tại hội trường 2 tháng 9, thành phố Pleiku, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu chức sắc, chức việc, đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Tại buổi gặp mặt, đại biểu các tôn giáo đã lắng nghe ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đồng bào các tôn giáo. Tiêu biểu thời gian qua, chức sắc chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã quan tâm hướng dẫn đồng bào theo đạo sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo và phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh. Dịp này, đại diện các tôn giáo đã phát biểu cảm ơn và có những ý kiến kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động tôn giáo, việc thực hiện chính sách tôn giáo, đời sống sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Lan Chung đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo cũng như vai trò của đội ngũ chức sắc chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh các tôn giáo là một thành phần luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của xã hội. Chính quyền trong tỉnh luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả đóng góp của đồng bào có đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào theo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao tặng biểu dương của tỉnh và tặng quà chúc mừng cho toàn thể đại biểu chức sắc, chức việc, đại diện các tôn giáo về dự buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023.